hiện nay sản phẩm sữa rửa mặt rau củ đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có được làn da trắng sáng và xe khít lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn hiệu quả. Liệu sản phẩm này có tốt và hiệu quả không? Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng sữa rửa mặt rau củ, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này. Vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng sữa rửa mặt rau củ màu tím được xem như là vị cứu tinh dành cho các cô nàng da khô với mong muốn làm sạch da mà không gây khô rát, căng da. Sữa rửa mặt có kết cấu dạng sệt màu tím, rất đẹp mắt, có khả năng tạo bọt tốt tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu khi sử dụng trên da. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng sữa rửa mặt rau củ màu đỏ, là dòng sữa rửa mặt rau củ đến từ nhà Underbath đã từng làm mưa làm gió ngay khi tung ra thị trường. Sữa rửa mặt có thiết kế dạng chai với tinh chất màu đỏ bắt mắt phù hợp với làn da xỉn màu, không điều màu, cần cải thiện sắc tố da có chứa một số thành phần rau củ thiên nhiên có khả năng làm sạch, cấp ẩm cho da và mang lại cho chị em một làn da trắng sáng, mịn màng. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng loại sữa rửa mặt rau củ màu xanh lá cảm thấy rất phù hợp với những người có làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất có kết cấu dạng gieo tạo khá nhiều bọt, với tinh chất màu xanh tạo cảm giác tươi mát, sảng khoái. Đồng thời loại màu xanh có khả năng làm sạch bụi bẩn sâu bên trong lỗ chân lông. Loại bỏ dầu nhờn trên da, ngăn ngừa sự hình thành mụn trên da và cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng da giúp da mịn màng. Sữa rửa mặt rau củ được nghiên cứu và sản xuất bởi các chuyên gia da liễu có kinh nghiệm lâu năm, trong ngành dược mỹ phẩm có chứa các thành phần chính được chiết xuất từ rau củ như bơ, rau củ, chanh, có khả năng làm sạch da, đào thải độc tố, ngăn ngừa mụn hình thành trên da hiệu quả phù hợp với từng loại da. Hiện nay sản phẩm này có mặt trên thị trường gồm 3 loại sữa rửa mặt Sữa rửa mặt rau củ màu xanh, phù hợp sử dụng da dầu, da hỗn hợp thiên dầu giúp kiểm soát dầu nhờn, làm sạch da và dưỡng ẩm cho da. Màu tím, phù hợp sử dụng người có làn da khô, thiếu nước giúp làm sáng da, cấp ẩm cho da giúp da căng bóng, không căng rát, khô da sau khi sử dụng. Còn với loại màu đỏ, phù hợp sử dụng với những người có làn da xỉn màu, không đều màu giúp làm sạch, đều màu da, đào thải độc tố trên da hiệu quả. Sữa rửa mặt rau củ hoa quả hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt rau củ hoa quả hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.